Thì các bạn, đây là hồi sống của vườn ươm tụi mình. Xin nhà bạn giới thiệu đôi nét về vườn sống. Vườn súng có mấy cái súng dưới á. Một câu trả lời ngắn gọn, súc tích. Cho tao miếng bèo quay. Miếng bèo này về cho nó đẻ ra. Cho cá nó sống. Vườn ươm tụi mình có đặc sản đó là muỗi Amazon. Rất là nhiều các bạn. Ai cũng muốn. Ôi. Wow, mấy cái nào mới lạ hết rồi. Có cá đuôi quạt không à? Cá toàn là cá bảy màu không à? Có mấy cá bảy màu màu lạ ghê á. Có mấy dòng lạ lạ. Đi tiếp mình. Thấy tình hình không ổn rồi. Mũi nó chích muốn bệnh luôn. Chào cô đang làm gì vậy? Đây là kỹ thuật vô bào.